Em không biết những lời, đừng quên lời nói.
những chiếc ô phố trường, những dòng tin nhắn mỗi đêm là nơi sao nữa. Em biết về nhà ăn cá có người nhận mời nhưng sao những em sẽ luôn theo không cần và lặng im như không biết gì. Em thấy vai diễn của anh sẽ đi về đâu, đi về còn không. Bốn mươi lăm
Học vợ chảy máu, cùng một con vô nồi nhau. Con số 6, con số 6, con số 6, con số 6. Con số 6, con số 6, con số 6, con số 6. Mấy gì đây, mấy gì đây, số gì đây, mấy gì đây, mấy gì đây. Dân tham toàn dây xéo đứng cho người. Dân Nam bất quốc thiên đường, quyền trong quân hồ giữ biên thủy. Mãi muôn đời là người dân Nam. Còn 18, còn 18 là đang quá cờ hơn. Rồi, kính thưa quý vị, con số 18 vừa kêu qua đã có một chủ nhân độc giải rồi. Anh trai mình tiến lên sân khấu để chúng em dò cho anh trai nha. Và song song bên cạnh đó thì không để mất thời gian vàng bạc của quý vị, thì tất cả người đẹp chúng em cũng rảo bước phục vụ của chú anh chị mình vòng loại mới. Giá vé tiền vẫn như cũ là 20.000 đồng cho mỗi một tờ lá vé. Kính mong của chú anh chị mình hãy tham gia tham dự nhiệt tình cùng đội tôi Sài Gòn tất thời nha. Rồi, ký hiệu vòng loại 2849 và 2849 có trên mặt đèn. Con số vừa kêu quan số 18. 18 có 1. Số 5. Số 5 có 2. 34. Và 34 có 3. 58. Và 58 hợp lệ. Số 5, 18, 34, 58 đủ 4 con số hàng ngang hợp lệ nha. Rồi anh trai, anh tiến qua kế toán nhận giùm em cái voucher nha. Dạ rồi quý vị ơi, vòng loại vừa qua cũng đã không còn giá trị nữa. Đã có một anh trai đoạt giải với 4 cái banh và 1 tờ lá vé rồi. Thì đang phục vụ của chú anh chị mình qua vòng loại mới với giá tiền vẫn như cũ là 20.000 đồng cho mỗi một tờ lá vé. Cô chú anh chị mình đến đây hôm nay tuy hơi thưa thớt một chút xíu, nhưng mà bên trên bộ đoàn chúng em dẫn lên đèn phục vụ của chú anh chị mình. Có bao nhiêu mình chơi bấy nhiêu nha quý vị nha. Cho nên rất là mong cô chú anh chị mình ngồi tại đây, mỗi người một tờ lá vé giùm em nha.